Wow, mấy cái nhũ đá đẹp quá kìa. Vô tới đường tối rồi. Phải có một cây dành nữa con chèo tiếp cô. Trên đây bật gọi đèn sáng lên cho xung quay trên. À, phía trước mình là còn 2 chiếc tàu, 3 chiếc. Ừ, Trinh gọi vậy nha cho nó sáng. Hình như là gọi phía trước á. Trước còn sao mà đủ được cái nào. Quá đẹp đi. Những người lấy đồ trong động phong nha kẻ bàn. Cô ơi mình chèo như vậy xa không cô? Chèo như vậy xa không cô? Xa không á, mình vào trong đó xa không á? 5 phút hả cô? Dạ. Rất là tuyệt vời. À. Yeah. Một lát mình bơi ra là bơi ngược lại hay sao cô? Dạ. À dạ dạ dạ. Mất sóng rồi anh em ơi, mất liên lạc rồi. Có sóng không hả? Mất rồi hả? Đang chèo nên là máy cứ lắc lư hơi bị chồng chành chút xíu. Có cái tia laser gì cứ gọi trên đó ngoài vậy ta? Thảo ơi, Thảo, la lên cho tiếng động nó vang giống như anh chiều anh chỉ đó Thảo. Xuân ơi, đâu cả tàu mình la lên coi. Hả? Thanh Liêm đồ khôn khôn khôn.
Ai kêu vậy? Ai kêu Hà Ánh Xuân đó? Lắm rồi đó nha chị.